Chỉ có kẻ ngốc mới dùng miệng làm vũ khí tấn công người khác. Học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học cách im lặng thì phải mất cả đời. Chìa khóa cho sự thanh lịch của con người là kiểm soát cảm xúc và không tấn công người khác bằng lời nói của mình. Hãy nhớ rằng, nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít. Người thực sự có học vấn luôn khiêm tốn mà không bao giờ khoe khoang. Người thực sự có của cải thì lại luôn giản dị, không hào nhoáng. Còn người có trí tuệ thì luôn biết giữ im lặng và chỉ nói vừa đủ khi cần. Nikki đã nói, một người đang tức giận hiếm khi dừng lại để nhìn nhận cách ứng xử của mình. Quả đúng như vậy, cho dù thông minh đến mấy, một khi tức giận, chúng ta sẽ không thể đưa ra các quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất có thể mà thường để cảm xúc tiêu cực của mình chi phối. Những lời nói ra trong lúc tức giận tương tự như vậy. Mỗi câu xúc phạm hay động chạm tới lòng tự trọng khiến người khác tổn thương rất nặng nề, trong khi bạn cũng chẳng được lợi ích gì cả. Đây là hành vi chỉ có những kẻ ngốc mới làm. Dù có mạnh mẽ đến mức nào, cứng cỏi ra sao, trái tim vẫn phải nhận những tổn thương do vô tình hay là cố ý, để lại những hậu quả không bao giờ mờ. Nói vốn là khả năng độc đáo phân biệt loài người với những loài khác. Thế nhưng một số người lại dùng khả năng này để thốt lên những lời lăng mạ, chửi thề, báng bổ, khiếm nhã và tục tĩu có thể làm tổn thương, đôi khi còn nặng hơn những vết thương tích về thể chất, lời vô độ xâm soi. Cho nên học ăn học nói, học gói học mở, thiếu một thứ cũng không được. Giao tiếp luôn chú trọng đến chất lượng hơn là số lượng hay là hình thức. Người Trung Quốc có câu, nếu gầm rú cũng giải quyết được vấn đề thì con lừa sẽ thống trị thế giới. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ khó cưỡng lại sự thôi thúc công kích người nào. Khi bị đối xử bất công, ta sẽ cảm thấy có lý do để phạt người xúc phạm đến mình bằng những lời ác nghiệt, gay gắt ở trước mặt hoặc sau lưng người ấy. Thế nhưng người xưa đã dạy, hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Vì vậy, dù trong cuộc sống hay ngoài xã hội, chúng ta luôn phải kiểm soát cảm xúc và nói năng nhẹ nhàng. Đây là cách xây dựng ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong mắt người khác. Cho dù ngoại hình không đặc biệt, một số người vẫn tạo thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên nhờ khả năng ăn nói tốt của mình. Ngược lại, với những người hễ nói chuyện là tỏ ra khó chịu, thích phàn nàn, giọng điệu mỉa mai châm biếm người khác vân vân, họ chỉ để lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người xung quanh, cho dù xinh đẹp giỏi giang đến bao nhiêu. Việc tìm cách trả thù người khác bằng hành động hay lời nói cũng chỉ khiến bạn thêm tức giận, lãng phí thời gian và hủy hoại bản thân. Hãy sử dụng thời gian đó làm những điều có ích và có lợi hơn cho bản thân mình. Muốn học được cách ăn nói khôn ngoan, chúng ta phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Chỉ có chính bạn mới có thể thay đổi tâm trạng, từ đó thay đổi cách giao tiếp và thay đổi cả vận mệnh của bạn. Khi bạn quản lý được những gì mình nói, đó cũng là lúc bạn biết cách tôn trọng người đối diện. Thay vì công kích, hãy dùng lời nói của mình giúp người đối phương hạnh phúc và vui vẻ. Bạn sẽ thu hoạch được nhiều điều có lợi hơn. Khi bạn định phàn nàn về một điều gì đó, hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Khi bạn ghen tị với người khác, hãy nhìn những người còn thua kém xung quanh. Khi bạn cảm thấy tức giận, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ từ một góc độ khác. Bạn sẽ thấy cả thế giới thay đổi khác hẳn. Học cách rũ bỏ và vượt qua những suy nghĩ tiêu cực của chính mình mới là cách kiểm soát cảm xúc tốt nhất, giúp chúng ta tránh khỏi sai lầm trầm trọng trong giao tiếp và trong quan hệ xã hội. Video xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.